Hiện nay đang bước vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển, làm tăng dịch bệnh sốt xuất huyết. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân chỉ đạo trạm y tế phường tăng cường ra quân tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Được biết, từ đầu năm đến nay, phường Vĩnh Quân ghi nhận 2 ca mắc sốt xuất huyết. Phường Vĩnh Quân đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, phát tờ rơi, vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường khu vực quanh nhà, diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, đậy kín các dụng cụ chứa nước, quỷ các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai lọ, mảnh chai, mảnh lưu dở, giỏ dừa, lật úp các dụng cụ chứa nước, với thông điệp không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết.